Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian tới ngành y tế sẽ tăng cường năng lực phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. Theo đó, Sở Y tế sẽ rà soát mua sắm bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, đặc biệt là máy thở, hệ thống oxy trung tâm, khí nén, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện được phân công thu dung điều trị ca bệnh COVID-19, phối hợp với Bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 cho đội ngũ thầy thuốc tại bệnh viện của tỉnh, xây dựng phương án thành lập bệnh viện dã chiến, đề xuất nhu cầu bổ sung trang thiết bị cần thiết nhằm triển khai đồng bộ hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho bệnh viện các tuyến để nhận được sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương đã tạm dừng các hoạt động tôn giáo, yêu cầu không tụ tập đông người, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu. Để quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành đã đề nghị các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo, tín ngưỡng chung tay cùng các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Tuyên truyền vận động tín đồ nhân dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên tờ khai báo y tế.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Một số doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được phép hoạt động trở lại sau 11 ngày tạm ngừng hoạt động sản xuất vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công ty New Wing Interconnect Technology là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang trở lại hoạt động bình thường từ ngày 29 tháng 5 với hơn 1.200 công nhân. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, toàn bộ số công nhân trở lại làm việc đều ở tại ký túc xá của công ty. Hai lần xét nghiệm PCR kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và đã được tiêm phòng vaccine COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, doanh nghiệp của chúng tôi sẽ có những ưu đãi và chế độ khích lệ cho những người lao động quay trở lại làm việc. Song tôi khẳng định công tác phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu và quan trọng nhất. Sau khi hai doanh nghiệp tại khu công nghiệp Vân Trung và Đình Chám bắt đầu hoạt động trở lại, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thẩm định để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cho hoạt động trở lại với những doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố và Bưu điện thành phố Lào Cai vừa tổ chức chương trình ký kết hợp đồng thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua dịch vụ bưu điện. Theo hợp đồng, hai bên thống nhất thí điểm triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện tại thành phố Lào Cai. Thời gian thí điểm triển khai thực hiện dịch vụ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Việc chi trả được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng. Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện không làm tăng chi phí so với trước, góp phần tăng hiệu quả khai thác mạng lưới bưu chính, nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và đảm bảo chi trả thuận lợi, an toàn và đến tận tay đối tượng hưởng chế độ. Nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương vừa được tập huấn kỹ thuật canh tác lúa IPM, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên giống lúa xén cổ. Đây là chương trình phối hợp giữa nông dân xã Lùng Vai, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Hợp tác xã Kinh doanh Tổng hợp Mường Khương trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực cho phụ nữ thông qua chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Khi thực hiện canh tác lúa theo chương trình quản lý dịch hại tổng hợp, nông dân sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa. Dự kiến khi áp dụng chương trình canh tác này, năng suất lúa ở Lùng Vai tăng lên khoảng 10%, trong khi đó giảm sức lao động và giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, một số hộ dân ở các bản 2, 3, 4, Vài Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên đã thu được thành công bước đầu từ mô hình trồng dưa hấu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đây là diện tích 0,6 hecta dưa của chị Bàn Thị Nom, bản 2, Vài Siêu, xã Thượng Hà, đang vào mùa thu hoạch. Sau 2, 3 năm trồng dưa hấu, chị Nom nhận thấy loại cây này rất phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu ở địa phương. Đến nay, mỗi vụ dưa, gia đình chị thu trên 20 triệu đồng.
Cô thấy hiệu quả nhất là trồng dưa. Đấy là mình làm xong là mình làm sạch là khách hàng các tự đến hết, không phải mình giới thiệu đi đâu cả. Tuy mới vào vụ thu hoạch nhưng thương lái đã đến thu mua, giá bình quân từ 8.000 đến 10.000 đồng một kg. Vụ dưa năm nay thời tiết khá thuận lợi nên dưa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao hơn so với những năm trước. Dưa hấu ở bên chỗ bọn em trồng này là nó là thành một cái thương hiệu rồi. Đấy, đi đâu thì người ta cũng biết là cái dưa hấu Thượng Hà này nó ngon, nó sạch như nào. Hiện toàn xã Thượng Hà có trên 10 hectare dưa hấu, tập trung ở các bản 2, 3, 4, Vải Siêu. Năng suất ước đạt 50 đến 60 tấn một hectare. Hiện cây trồng này được xác định là cây trồng thế mạnh để địa phương triển khai nhân rộng. Bà con có cái hướng đi mới, tập trung trồng cái dưa hấu. Thì đối thu nhập, thì đối cây dưa thì đến thời điểm này nó hiệu quả hơn đối với cái cây ngô và các cái cây trồng khác. Trong thời gian tới thì thứ nhất là sẽ mở rộng cái diện tích và sẽ hướng cho các hộ trồng ở trong nhà lưới, nhà màng. Với những điều kiện thuận lợi như thời tiết, đầu ra nên nông dân trên địa bàn xã Thượng Hà của huyện Bảo Yên đang phấn khởi với kế hoạch mở rộng diện tích trồng dưa hấu. Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2021 được cải thiện và xếp vào nhóm các tỉnh thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phù hợp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp tại cơ quan đơn vị, tăng cường việc kiểm tra giám sát công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cấp cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc điều chuyển cán bộ công chức có thái độ nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết và thu thêm chi phí phát sinh ngoài quy định của pháp luật. Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng cao. Để chủ động phòng ngừa, Hạt Kiểm Lâm huyện Bảo Thắng đã phối hợp với chính quyền các xã thị trấn, các chủ rừng, tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện. Những ngày gần đây nắng nóng kéo dài, có thời điểm lên đến 40 độ C. Nhiệt độ cao đã làm cho thảm thực bì bị khô kiệt, dễ bắt lửa và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Gia đình ông Triệu Kim Lục ở Phú Nhuận đã chủ động các biện pháp để phòng ngừa cháy rừng xảy ra. Thì tôi là thường xuyên là kiểm tra là cái diện tích rừng của mình, nắng là cây lá cây gì khô là hiện tại là cháy rất nhanh. Vận động tất cả là thành viên là hàng tháng là vẫn phải đi tuần tra là 8 đến 10 buổi. Hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Thắng có gần 40.000 hecta rừng, trong đó có trên 12.400 hecta rừng tự nhiên và rừng phòng hộ, 28.000 hecta rừng kinh tế. Để chủ động phòng chống cháy rừng, nhất là trong những ngày đỉnh điểm của nắng nóng, Hạt Kiểm Lâm huyện Bảo Thắng đã phối hợp với các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là ở các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, bố trí lực lượng xung kích ứng trực trong những ngày cao điểm để kịp thời ứng cứu và xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Hiện nay thì không phải là mùa khô hanh, nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn chủ động và sẵn sàng nếu có tình huống cháy xảy ra thì chúng tôi cũng vẫn tổ chức các lực lượng, cộng đồng, tổ bảo vệ rừng, tổ xung kích bảo vệ rừng để dập tắt ngay những cái đám cháy có thể xảy ra. Tuy nhiên là cái việc kinh phí phòng cháy cũng rất mong cấp trên quan tâm hơn nữa để làm sao người dân người ta có cái trách nhiệm hơn trong công tác quản lý sử dụng rừng. Trong những ngày tới, dự báo thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài. Để hạn chế nguy cơ cháy rừng, ngoài sự nỗ lực của các cấp, các ngành, thì người dân và các chủ rừng cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ và phòng chống cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo lực lượng ứng trực, vật tư, trang thiết bị, kịp thời xử lý, ứng phó với những tình huống cấp bách khi cháy rừng xảy ra. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.